Xin kính chào các bác. Hôm nay lưới đánh cá ở đâu xin giới thiệu với các bác bộ sản phẩm lưới dùng cho giàn cây neo. Có nghĩa là những cây nào mà neo giàn mà chúng ta có thể sử dụng được cây lưới này nha các bác nhé. Khổ lưới của nó có rất là nhiều loại khổ lưới 1m, 2m, 3m, 4m vân vân. Và mắt lưới của nó là có mắt lưới 15, mắt lưới 20. Và đây là bộ lưới giàn cây neo đan hoàn toàn thủ công bằng tay với sợi lưới là sợi cào xe, nên là cái độ bền, độ chắc, độ dai của lưới ít nhất được 5 đến 7 mùa, không vấn đề gì luôn các bác ạ. Và cái này có thể em có thể đan theo yêu cầu cho các bác, và các bác muốn tư vấn như thế nào thì liên hệ với em. Ngoài lưới dàn cây neo bằng sợi cước xe này ra, em còn có loại sợi bằng cước đúc các bác nha. Sợi bằng cước đúc nữa. Đấy, chính vì thế mà các bác cứ yên tâm khi đến với em sẽ tư vấn rất chi tiết và cụ thể cho các bác. Các bác nhé. Chào các bác nha. Lưới đánh cá đầu hôm nay giao cái đơn hàng đi tỉnh nha các bác nha. Đây là lưới cho giàn cây leo các bác nha. Lưới cho giàn cây leo. Đây trên cao tốc đang chờ xe các bác nhé. Đấy, lưới dàn cây leo này bây giờ đang bán, đang vào vụ nên là bà con sử dụng rất là nhiều nha các bác nhé. Chỗ này một tạ